Chào mừng các bạn trở lại với kênh kỹ thuật phần cứng. Mình là Lê Quang Vinh, LVV87, admin kỹ thuật phần cứng.vn. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu một cái tool dùng để nạp BIOS trực tiếp ha. Có nghĩa là mình không cần phải tháo cái chip BIOS ROM ra, mà mình chỉ cần kẹp cái chip này vô, kẹp cái đầu kẹp này kẹp lên con BIOS, và đầu này thì mình sẽ cắm vào cái máy nạp BIOS bình thường mà không phải xả ROM ra. Thì ở đây mình sẽ demo ha. Mình xin giới thiệu cái kit này bao gồm là một đầu được để cắm lên trên máy nạp BIOS, mình có 8 chân ha. Lưu ý thì cái cọng dây này á, là dây 10 chân, cho nên ở đây nó bỏ 2 chân. Thì chúng ta chú ý là cái đầu màu đỏ này chúng ta cắm ở vị trí chân số 1 ha. Và chúng ta sẽ cắm từ chân số 1 qua thì 2 chân cuối cùng bỏ ha. Và tương tự bên đây nó cũng có đầu màu đỏ là chân số 1 ha. Thì để tránh anh em cắm không có đúng dây nạp được. Thì ở đây mình sẽ có một cái máy nạp ROM BIOS, là mình dùng máy RT809. Máy RT809 ha. Trước tiên thì mình sẽ gắn cái đầu này vào máy nạp ROM ha. Còn đầu này mình sẽ kẹp trực tiếp con ROM BIOS ở trên main. Ở đây mình có một cái main PC ha. Thì có gì demo nấy, mình chỉ cần kẹp trực tiếp lên vậy thôi ha. Kẹp trực tiếp lên thôi, không có xả ROM xả rít gì ra hết. Mình sẽ dùng máy để cho dễ quay, thì mình sẽ để cái kit nạp lên trên máy laptop của mình luôn. Đặt lại ha. Đây, kit nạp của mình đây. Phần mềm RT809 ha. Ấn nút Smart ID. Đó, nó nhận nè. Ha. Rồi, chọn cái năng read bình thường. Ha. Đây mình nhả kẹp ra. Thấy chưa? Bỏ lỗi ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử trên một cái main khác. Đây là main Gigabyte. Đây, chip BIOS nằm đây. Ok ha, chip đó là W25Q32 ha. Thử đọc read. Nói chung là cái này đã thích hợp với anh em nào mà mới học, và một số anh em hơi bị lười biếng á. Mình chỉ demo thôi ha. Rồi, ở đây mình sẽ tiếp tục demo trên cái bo TV. Nè, con ROM 8 chân ha, 8 chân lớn ha. Mình tái khởi ha. Ok ha. MX25L3205 ha. ROM thì ROM này ROM hình như ROM 40 bit. Cái này cái bo TV, cho nên là mình sẽ tiến hành mà mình đập xá thoải mái. Hai cái main PC hồi nãy là main của khách, main đang ok cho nên mình không có đập xá thì nó mệt. Đây mình tiến hành mình xóa luôn nè. Ở đây xóa luôn. Con chip này tới 40 lượng ha. Xóa xong nó tự auto ba lần check luôn nè. Rồi mình sẽ nạp thử một cái file. Bo này là bo t.rd8503.03. Giờ mình sẽ load một cái file 8503. Đây 8503. Mình load đại file bất kỳ ha. Tại vì bo này là bo ấy thôi.
hai pin đây, open ngoài ra bình thường ha. Ok ha. À, hồi nãy xóa rồi nhưng giờ nó vẫn xóa nữa ha. Các bạn nó đi. Vấn đề quan trọng là mình kẹp trực tiếp và mình nạp thôi. À, tiến hành ghi ha. Mình sẽ thử trên một cái bo khác nữa. Bo này cũng là bo LCD luôn. Rơm này rơm 8 chân luôn nè ha. 8 chân. Con này 8 chân nhỏ. Nó cũng là họ 25 thôi. Mình sẽ thử trên con rơm này. Nhìn dạng ha. Đó, con này là con W25X04. Con này thì kích thước nhỏ thôi. Con này thì của một cái bo LCD luôn. LCD. Con này là con 2256 RT2256 M.RT2256. Con này mình chỉ có mấy file rơm như này, có mấy file 2261. 2261 chứ. 2261.5B đúng rồi. 2261.5B. Mình sẽ chép độ phân giải 1366 nhân 768. Ha. Bên. Rồi right. Rồi ha. Thì cái hạn chế duy nhất của cái kích nạp rơm trực tiếp này là không cần tháo rơm ra, không cần tháo BIOS ra này á. Hiện tại thì mình thấy là cái nào nó chép được là nó chép được, còn cái nào nó không chép được không chép được mình cũng chưa biết tại sao. Nhưng mà nãy giờ mình thử là trên main PC, hai cái main PC ok, trên main LCD đều đó là ok bình thường hết. Trên laptop thì mình chưa có điều kiện mình thử tại đây thôi. Hiện tại xung quanh mình là không có men nào hết, men nào cũng bị luộc banh xác hết trơn rồi, để trên phòng kỹ thuật rồi, cho nên mình chưa có thử trên men laptop. Anh em nào có điều kiện thì thử ha, tại vì cũng có nhiều anh em hỏi mua thì bên mình cũng có bán, thì nó cũng kẹp được cho chip BIOS lớn và BIOS nhỏ luôn nha. Ban đầu mình không để ý, mình cứ tưởng là chỉ kẹp được BIOS nhỏ, nhưng mà cái này kẹp được BIOS nhỏ BIOS lớn luôn. Mà anh xóa, mình xóa lâu dữ trời. Nói chung là chủ yếu là vấn đề là demo cái kit thôi, còn cái chuyện chip nạp xóa gì đó kệ. Mình nãy là mình đã nạp xóa trên cái bo LCD lớn rồi ha. Thì chủ yếu là demo cái giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cho anh em thôi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ha thì mình có để lên Shopee á. Mình cũng xin ghi chú là mình chưa có điều kiện mình test trên nhiều cái khác nhau nha. Cũng có một số cái mình test thì nó cũng không chạy, thì không biết lý do tại sao. Thì nhiều anh em có kinh nghiệm nói là một số cái nó câu trên mặt đó, là khi mà nguồn nó đi lên thì nó bị giống như là nguồn nó bị mất thoát ra ngoài nhiều quá nên nó sẽ không nạp được hay sao đó. Cho nên nó sẽ không detect được. Còn một số cái thiết bị đơn giản này nọ kia thì chắc cứu được. Thì ở đây mình có TV nó vẫn nạp được bình thường. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có thắc mắc gì liên quan thì để lại comment ha. Bên dưới mình trả lời sớm nhất có thể chứ.